Mình đang đón Tuấn Tato đến rồi các bạn ạ. Tuấn Tato. Chuyến này mình về có làm một cái giấy tờ ở nhà ấy, thì nhờ Tuấn Tato chạy cùng chuyến. Chắc là để lên trên xe rồi mấy anh em nói chuyện luôn cho dễ các bạn ạ. Đang ở dưới này nó ồn quá, chào quá anh em nhá. Ồn quá. Anh em lên xe đi để mình mở cửa lên xe nói chuyện cho dễ. Đây, thì vừa rồi anh Vũ, anh ấy chở Tuấn Tato đến rồi giúp mình đi mua mấy cây cuộn băng dán để dán ở cái lỗ gió cho công. Xong rồi bây giờ anh ấy nhiệt tình lại chở giúp mình đi ăn tối nữa vì mình lên là chưa kịp ăn tối. Và trên đường đi đây tâm sự thêm chút thì quay các bạn xem một tí đoạn quốc lộ 20. Đây, Tuấn Tato ngồi bên này, còn bên anh Vũ ngồi bên này. Hôm nay là được em chở, gọi là thần tượng của em là quá nhiệt thành luôn. Thôi anh cứ suy nghĩ coi em đơn giản giống như anh em mình, chẳng những người trong nghề thôi. Anh hỏi Tuấn thì biết là tính em từ bao nhiêu lâu nay này, bao nhiêu năm là em sống nó bình dị lắm. Không có gì đâu, sống rất là bình dị thôi. Nói chứ xem trên mạng anh cũng nhiều quá mà bây giờ mới chính thức là tận mặt ông, nhìn ở ngoài đời thấy em cũng đẹp hơn ở trong trên mạng. Thôi thôi. Không, nói thật. Em thấy em bây giờ xuống cấp lắm rồi. Thế hiện tại anh đang làm nghề gì nhờ, vừa lấy cũng chưa kịp tâm sự nhiều ấy. Dạ em thì chuyên gì xe khách đó anh. Chuyên xe khách à, anh chạy xe khách à? Dạ, anh chạy tiếng rồi chạy hợp đồng, chạy lung tung mà, nói chung là chuyên về khách không à. À. Thế là cũng chuyên mà đi xe hợp đồng là chính đúng không ạ? Dạ. Vâng, thế là anh làm bao nhiêu năm trong nghề rồi? Chắc nếu mà tính kỹ chắc phải hơn mười mấy năm rồi anh. Mười mấy năm trong nghề rồi đấy à? Dạ. Anh có mấy cháu rồi ạ? Dạ, em có hai cháu, một cháu ạ. À. Vâng. Đấy, bây giờ mình một vợ một con. Một vợ một con à? Dạ. Bây giờ mình đi kiếm chỗ ăn đêm đây. Thế ngoài ra bình thường thì mùa du lịch này nó ế ẩm, anh có phải đi làm thêm công việc gì khác không? À, chạy xe nói chung là mình cũng quen rồi. Bây giờ đó mình đổi chuyển công việc khác thì nó cũng khó khăn đúng không? Thì mình ở nhà thì nói chung là rảnh rỗi thì mình phụ giúp gia đình được cái gì phụ nhất. Còn mấy thì cũng khoảng chạy mà chạy ít rồi thôi. À thế ạ. Bệnh này chạy ít rồi. Anh em xe khách vất vả lắm. Đúng rồi, em vẫn luôn thấy rằng là từ cái đợt dịch đến giờ là xe khách rồi xe dịch vụ, là nhất là xe dịch vụ ấy nhỉ, dạ, là vất vả và như kiểu là thất nghiệp ấy. Thất nghiệp luôn à? Đấy, có thất nghiệp hoàn toàn luôn. Em phải đi làm hồ luôn, phụ hồ á. Làm hồ luôn à? Làm hồ luôn. Căng nhỉ. Dạ. Đấy. Thế là ở nhà phụ giúp cho vợ buôn bán hay là làm gì anh? Làm chăn nuôi anh. Chăn nuôi à? Dạ. Ồ, đấy các bạn thấy là đấy là cái góc khuất của trong nghề. À, ít ai biết. Bên này xuống khá kẹt xe. Đông xe nhỉ, xe đổ từ trên Đà Lạt về đông nhỉ. Tải không à? Tải không, người xe khách nữa, đông thế. À, cái quán ăn này thì gần cầu La Ngà, ngày trước mình đã ăn với Phạm Dũng trong một cái chuyến đi Đà Lạt rồi. Hóa ra là cái quán này gần với cầu La Ngà luôn. Bây giờ mình vào trong kiếm miếng gì ạ? Đầu năm mới nó ồn quá, đường nó ồn quá bạn, anh em gặp nhau không có bia, không có gì cả, đi ăn cơm rồi lấy cốc cà, lon cốc cà, mừng năm mới luôn, vẫn gần năm mới. Đang hôm nay đang chưa hết rằm thì vẫn là năm mới rồi. Ngày lắm rồi mới gặp lại. Tuấn Tato, Tuấn Tato mày mặc áo đỏ, mình mặc áo cam có vẻ trùng hợp vãi nhỉ? Tuấn Tato em gặp lại, gặp lại. Còn anh ấy là mặc áo vàng. Đáng ra mình phải mặc áo xanh cây đèn đỏ luôn. Cây đèn đỏ giao thông luôn đúng không? Đấy, vàng đỏ là thiếu màu xanh nữa thôi. Hôm nay ngồi với Tuấn Tato cùng với anh Vũ thì ăn bữa cơm ở cầu La Ngà. Đây là có canh chua rồi cá kho. À, đây là cá gì đấy nhỉ? Cá lăng. Cá lăng nó sao nhỏ à? Con nhỏ này à? Cá con nhỏ này à? Có phải cá lăng không hay cá gì nhỉ? Đây, bây giờ mình mới động đũa vào lần đầu nhé, mời các bạn ăn cơm nhé, mời anh em nhé. Quên chưa sới cơm, nhưng mà mình ăn thử miếng cá các. Đói quá rồi.
9 giờ là cái quán này mà người ta muối dưa cũng rất là ngon đấy. Dưa vàng mà theo đúng cái vị kiểu dưa ngoài Bắc ấy, chua và ngon lắm. Mời anh em ăn cơm nhé, ăn thử miếng cá xem. Đúng cá lăng hay là cá gì nhỉ? Cá lăng á. Cá lăng à? À, con nhỏ nhỉ? À, cái này cá chèn. Cá lăng là biển, cái này cá chèn. Ừ, về đây nó nhỏ. Cá này là cá chèn sông Lăng Hà đó, đúng. Cá chèn à? Cá chèn này là cái sông này. Mình bây giờ nói chung là cũng gấp quá, đi gấp quá thôi, cầm cái máy quay gọi là anh em gặp nhau ăn miếng cơm ấy thôi. Đấy, cũng mời quay cả được. Nhà dùng cơm thôi. Mời hai anh em ăn đi, tự nhiên đi. Mà ở đây có món dưa chua ngon. Dưa chua thơm lắm, ngon lắm. Đúng vị Bắc luôn ấy. Mà có khi còn muối ngon hơn ngoài Bắc đấy. Hay thật. Cá kho ngon. Anh Vũ mà chạy khách thì chắc là cũng hay ăn ở quán này đúng không? Dạ có ăn. Thực ra thế thì ba anh em mình đều biết đến quán này cả nhỉ? Dạ. Vì em cái lần trước em đi với Phạm Dũng trong cái chuyến đi Đà Lạt thì cũng ăn ở quán này luôn. Đúng rồi, à, em có coi đến đó. Quán này này rất đông luôn nhỉ? Đến bây giờ 9 giờ rồi. Đông lắm anh. Đúng 9 giờ rồi. Đa số là xe khách là nhiều. Đông lắm. Đấy cũng có nhưng mà không biết. Đấy mình chắc là quay cái đoạn ăn cơm nó ngắn ngắn này thôi rồi để anh em tự nhiên ăn chứ không phải anh em ngại ấy. Rồi có dịp mình sẽ lên đây mình quay ăn uống trải nghiệm ở đây cho nó đầy đủ rồi quay đi chơi ở sông La Ngà các thứ nữa. Đấy. Chào buổi sáng anh em nhá. Hôm nay thì mình đang bốc hàng trên Đồng Nai rồi và hôm qua đi từ Sài Gòn gấp quá không có kịp quay cái hành trình đi đường. Ở chuyến đi lần này thì các bạn sẽ gặp lại một người bạn quen thuộc ở trên kênh xe đầu kéo Vlog, đó là Tuấn Tato. Chào cả nhà thân yêu. Tuấn Tato lên đây với mình từ đêm qua nhưng mà do hàng người ta bốc chưa có kịp xong nên là đi về nhà ngủ. Nhà Tuấn thì cách đây khoảng 20 mấy cây nhỉ? 25 cây. 25 km thì lúc sáng Tuấn vừa mới chạy đến. Tối qua mình cũng quay sơ sơ một số cái chương trình gặp nhau nhưng mà thôi. Sáng nay rồi quay lại anh em gặp nhau luôn. Xe thì bây giờ đang đợi bốc hàng ở trong sân đây. Chuyến đi này thì do mình về nhà làm một số cái giấy tờ thì nhờ Tuấn canh ở ngoài cửa khẩu. Mình có thể là chạy ra Hà Tĩnh hoặc chạy ra đến đâu đó ngoài đấy rồi mình đón xe về. Hoặc là nếu mà như mà thuận lợi thì có thể là dừng ngang đường rồi khoảng cỡ 3 tiếng rồi đấy là lên đường. Thì có hai tài thì nó kịp thời gian hơn đấy. Đúng rồi, hai tài chạy thoải mái. Đây là chuyến này mình đi bốc chuối nhá. Mình quay cho anh em xem một chút chỗ bốc chuối của mình. Hiện tại là bây giờ mình đang đóng chuối đường sau. Đóng khá là lâu, người ta phải thay lại mấy cái vỏ thùng. Cái hàng này đáng ra hàng đi đường biển ấy. Thì thùng nó khác, bây giờ là người ta đi đường bộ. Đang đóng và đang thay sau. Mình cũng không có ra đằng sau quay nữa. Đấy. Khi nào gần gần đầy thì mình quay chút đằng sau cho anh em xem. Tuấn Tato năm ngoái có chạy xe mít nhưng mà chạy có mấy chuyến nhỉ? Thì nghỉ 3 chuyến à? Ê, đi mít vất vả quá phải không? Cành rồi lạnh rồi mệt, đền nhiều lắm. Thế à? Sơ sẩy là đền chết luôn. Tức là người khác đền như Tuấn bị đền phát nào chưa? Chưa đền. Chưa đền à? Xém đền. Đi lâu nhất là bao nhiêu ngày? Một chuyến vừa rồi cuối năm là đi 26 ngày. 26 ngày thế chuyến vẫn đầu, vẫn ngày. Kém xe đầu kéo Vlog các bạn nhỉ? Xe đầu kéo Vlog 30 mấy 40 ngày chứ. Nói chung là chuyến nào đi cũng gần tháng. Ờ, đợt này thì tình hình chung rồi. Nhưng mà Thanh Long các thứ đi còn đỡ hơn MIP vì Tuấn đang có dự định về chạy xe cảng. Xe cảng à? Thực ra đi đường dài cũng mệt mỏi lắm. Ừ, đợt này áp lực đầu óc đủ thứ hết. Đúng rồi, áp lực về hàng hóa. Mình về áp lực hàng hóa rồi áp lực về chủ hàng rồi đủ thứ. Ừ. Chủ xe nữa, cũng phải áp lực về chủ xe nữa. Ừ. Nói chung là tháng chạy chuyến thì giả sử chạy một mình thì còn có 12 triệu tiền lương thôi các bạn ạ, nhưng không có nhiều đâu. Thì mình có sao nó vậy không? Ừ. Rồi ăn uống có dư ra được tí nào thì thêm mà thôi, nhưng còn không có gì nhiều. Ăn uống đi mình mới dư nha. Đó, thì với điều kiện đi hai tài thì chia lương ra. Người còn 6 triệu, nhưng mà Tuấn chuyến này đi với mình thì mình dự tính rồi, có nghĩa là ra đấy mà nếu dự
phòng mà làm lâu thì cho Tuấn đón xe về trước, mình chỉ cần là giải quyết cái công việc xong thôi. Đấy thì khi nào lên đường thì mình tiếp tục quay hành trình cùng với Tuấn Tato lên đường để tâm sự trên xe sau anh em nhé. Anh em ơi, thì mình vừa mới bốc hàng xong thì lên đường chạy ra, mình không có quay từ trong vựa ra. Thì chuyến này đi nhận hàng là trả ở Lạng Sơn, trả bên Việt Nam. Đấy thì công ty mình làm việc với bên chuối thôi. Mình thì cũng không có rõ đâu. Phụ thuộc vào ra đó thì có xe tăng bo qua Trung Quốc, thì ra đó có tiếp theo có gì mình quay. Còn cái hành trình này nhờ Tuấn Tato đi hỗ trợ cho mình là chạy từ đoạn Hà Tĩnh ra đến cửa khẩu, thì mình nhờ Tuấn chạy ra, hoặc có thể mình chạy ra đến cửa khẩu và mình đi nhờ xe về nhà để mình làm mấy cái hợp đồng ủy quyền nó kia với gia đình ấy, để làm một số cái giấy tờ thì mình vào xong mình quay ra để cho Tuấn về. Cho nên là cái tập này đi mình sẽ nhường cho Tuấn quay nhiều, còn trên đường mình đi sẽ quay rất là ít thôi. Đấy, mình quay cái lên đường này cho anh em xem mà tóm tắt lại cái hành trình, khi nào Tuấn chạy thì mình quay thêm một chút về cái lúc mà Tuấn chạy rồi phải trò chuyện thêm, rồi với hai nữa là quay một số những cái địa điểm mà dừng ăn uống ở trên đường. Đấy, còn lại cái nội dung ở trên đường thì anh nhường cho Tuấn Tato quay. Mấy khi anh em đi theo thì Tuấn cũng làm kênh YouTube nữa, cho nên là mình nhường nội dung hết. Các anh em thấy là từ trước đến giờ tất cả những anh em làm YouTube đi với mình thì mình đều nhường hết, giống như Phạm Dũng ấy, là đi với mình mà Phạm Dũng quay đến hơn 20 tập mà mình chỉ quay được có 1-2 tập ấy. Rồi sau đó là Trung xe Ben 77 Vlog cũng thế, đi với mình chơi một chuyến cùng với Việt Ú nữa thì mình cũng nhường cho anh em quay hết, mà mình quay rất là ít thôi, quay 1-2 tập thôi. Thế cho nên là đây là cái hành trình đầu năm thì mình cũng quay để gọi là giới thiệu đến anh em về cái chuyến đi đầu năm. Nói chung cái chuyến này chở chuối nó cũng hơi nặng ấy. 28-29 tấn là nặng hơn Thanh Long ấy. Thanh Long thì nó nhẹ hơn, Thanh Long thì khoảng cỡ 20 tấn thì chạy nhẹ lắm, còn đây cái này chạy cảm giác nặng hơn. Đây, người ta bốc xoài này, mình đang khu vực Định Quán nhé. Cái khu vực này cũng là nơi cũng đường xá nguy hiểm, nhiều cái điểm đen tai nạn này, dốc 97 các thứ này, và bắn tốc độ, bắn vạch. Và thứ hai nữa là cái khu vực này xe Honda người ta chạy rất là nhanh, rất là nguy hiểm. Cũng mấy tháng rồi ấy, mình mới trở lại cái cung đường này. Thì bây giờ mình không có quay nhiều thêm nữa, để quay qua cái dốc 97 đấy tí rồi sẽ kết thúc cái đoạn đường hành trình đêm nay, để ngày mai ban ngày mình quay thêm vào cái lịch trình mà chạy ban ngày ra sao, đổi ga ra sao thì mình sẽ quay cho anh em xem. Đây là dốc 97 đúng không? Dốc 97 Dốc 97, chỗ này cắm biển 60 này. Chỗ này nổi tiếng lắm đó. Chỗ này hay lật, hay ngã, hay tai nạn này. Bây giờ người ta để vạch liền hết đây, cấm rồi. Trông đơn giản vậy thôi nhỉ? Đôi khi những cái đơn giản thì đối với người lạ đi đến thì dễ nguy hiểm. Mình cứ mỗi lần mình quay đèo dốc lên là đều có những người lại so sánh rằng là đi nơi này nơi kia thì nó nguy hiểm hơn, nó ghê hơn. Nhưng mà đối với mình rằng là đường lạ mới là đường nguy hiểm. Đường lạ là cái đường mà mình không biết ấy, cái khúc cua hay là không biết rằng là có cái gì ở đấy thì mới gọi là cái đường nguy hiểm. Xe rau Đà Lạt ấy. Anh em bảo mình trải nghiệm mấy kiểu xe rau này, nhưng mà thật sự anh em là mình cũng không có thích. Vì những rau đạp dữ lắm ạ. Môn thể thao tốc độ cao ấy là mình không có thích. Đua xe mạo hiểm là mình không có thích. Vì nói tóm lại là nhiều khi quay lên là ảnh hưởng đến công việc của người ta nhạy cảm. Với hai nữa là cái đấy cũng tuyên truyền được về cái tốt trong cái văn hóa giao thông. Thì mình quay lên thì nó ảnh hưởng đến nội dung của kênh, ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa. Từ xưa đến giờ cái tiêu chí của mình làm YouTube thì anh em biết là lúc nào cũng quay những cái nội dung mà làm sao để mà lan tỏa những cái gì mà chạy xe là an toàn cho mọi người, mà về nhà an toàn thôi, chứ không bao giờ mình quay những cái mà chạy ẩu, phóng nhanh, mình không bao giờ mà thích thú với những đấy, cho nên là anh em cũng thông cảm với những cái vấn đề đó nhé. Cái dốc này đây là dốc 97 nè, đây mới đúng là dốc 97 nè, trên kia là 98 à. Đây 97 à. Chuyến này mình đi hàng này hơi nặng đấy. Này nó cho chạy 60
50-60 chứ. Nhưng mà lấy giờ mình chỉ chạy có 50 thôi. Dốc cũng không có lên nhanh được. Tuấn Tato cảm nhận sao về lần đầu lên xe man thì phát biểu đôi ba câu? Thật sự mà nói Tuấn cũng nói thật luôn là Tuấn chưa bao giờ từng tiếp xúc với xe man này lần nào hết. Đây là lần đầu tiên luôn á. Thì cảm thấy thấy nó êm ái, nhẹ nhàng quá so với cái xe bữa mình chạy nó hơi cọc cạch. Xe bữa đời nó 207 nó hơi cũ thì chạy nó hơi mà hơi cọc cạch xíu. Êm không? Êm không? Xe này thì nó quá êm đi, như đi du lịch vậy đó. Để nói với anh em độ ồn thì Vios gọi, tức là độ ồn thì Vios phải gọi cái này bằng cái sư phụ về độ cách âm. Cách âm của xe này nó rất là ngon, êm ái lắm. Vios nó ồn lắm anh em ạ. Vios nó ồn lắm nhưng chạy ngon thật, nhưng mà ồn. Còn cái xe này thì nó êm, êm du luôn đấy. Về bây giờ chạy sướng ra đấy. Nhiều khi hôm nọ đi về chạy Vios là ổn lắm. Đường hơi xấu tí là cái tiếng nó vọng từ lốp lên cabin, nó có vẻ như là do cái thùng tôn xung quanh cái thứ tiếng ồn nó vọng vào, cách âm tốt. Chứ còn cái này êm du luôn, cái tiếng động cơ êm đúng không? Đúng rồi, động cơ êm. Và hôm nay Tuấn được xem là một cái tự xử lý khí thải của xe này luôn. Đúng rồi, vệ sinh buồng đốt tự luôn, tự động luôn. Nó báo cái lỗi cho mình ở trên này ấy, nhưng mà hôm nay tiếc là mình không có quay cái đoạn đấy. Thì sau đó mình được anh bên kỹ thuật bên man, người ta hướng dẫn cho mình là mình xử lý tại chỗ, là nó chạy trong vòng khoảng một tiếng là nó tự xả vệ sinh cái buồng đốt luôn. Hay lắm, nay Tuấn được chứng kiến về cái sự hiện đại, hiện đại xe man. Và bình thường những cái xe Mỹ thông thường ấy thì, hoặc những xe khác là mình sẽ phải đi vệ sinh cái buồng đốt, vì nhiên liệu chạy bằng dầu thì nó sẽ đem lại nhiều cái muội than ở trong cái buồng đốt, thì nó gây là nó tắc nghẽn ở trong buồng đốt, hoặc là những cái hệ thống mà khí xả ra ngoài thì nó làm cái xe nó chạy yếu, anh em hiểu không? Cho nên là bây giờ sau này cái tiêu chuẩn Euro ấy, tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 chẳng hạn đấy, đại loại đấy, là nó sẽ có thêm những cái dung dịch ure để mình nó sẽ phun vào trong cái buồng đốt để nó vệ sinh luôn và giữ an toàn cho cái môi trường, khí thải xả ra môi trường luôn và làm sạch trong cái buồng đốt luôn. Đấy là cái công dụng. Thì sau này những cái xe Mỹ về Việt Nam mình là đều người ta cắt hết, người ta cắt cái khí thải hết, không còn phun nữa. Rồi chính ra như thế thì nó hại, sau này mình chạy xe nó hay nóng nước, hay sôi máy, hay phải làm nhớt, làm máy, làm hơi các kiểu, không có bền. Đây, cái nhiệt nước của xe này nó rất là ổn định, lúc nào nó cũng mát luôn, cực kỳ mát luôn. Đấy, mình đi từ dãy giờ hàng nặng mà đi dốc, kể cả những chuyến mình đi Cao Bằng ấy, là cái nhiệt độ của nó rất là mát và ổn định, không có sôi nước, không có gì cả. Phải nói là hàng man nó là thuộc dạng đẳng cấp, cực kỳ đẳng cấp. Mình không muốn so sánh với lại Mẹc hay là Scania gì cả, vì đối với Việt Nam mình thì hiện tại này, là man bây giờ đang rất là thông dụng và đang nhiều. Đấy, cái gì mà nó thông dụng thì vẫn hơn nhiều anh em, như là so sánh với Mẹc hay là Scania hay Volvo, có nhắn tin cho mình riêng ấy, anh em bảo so sánh rồi bảo con này ngon thế này thế kia, nhưng mà mình nói thật với anh em là được chạy trên một chiếc xe châu Âu như thế này là mình cảm thấy là may mắn rồi và ngon rồi đấy. Mình thì trước giờ kể cả bây giờ giao cho mình Trung Quốc mình chạy thôi, cơ bản là chiếc xe hợp với mình và làm ra tiền là được, chứ còn quan trọng là chạy xe đẹp mà không có tiền thì vứt. Có nhiều anh em trước đây để bình luận như thế, đấy là đúng là thực tế đấy. Quan trọng là mình chạy ở công ty đây có ông mang để... như mình là thấy hợp với công ty, hợp với xe là ok, mức lương vừa đủ là được rồi. Lấy giờ mình chạy đúng tốc độ, đúng làn đường thì mình không có sợ. Khúc này hay bắn tốc độ lắm ạ, quá là bình thường đó. Mấy xe dính rồi đó, cái đấy là hai ba xe dính, dính tốc độ, dính đèn rút. Xe này vừa đè cái vạch này, mon men vượt mình này, hai xe dính đó, mon men vượt mình ở cái góc cua đấy đấy, là đè vào vạch rồi, nên đây là hốt rồi. Có người canh ha. Có lẽ mình quay đoạn này dài dài này, tâm sự đôi ba câu thôi, rồi ngày mai ban ngày mình mới tiếp anh em nhé. Ngồi sau xe người khác chạy cho mình ngủ, hôm nay Tuấn Tato chạy cho mình ngủ đây. Lần rất là lâu rồi, ít nữa nửa năm rồi. Và trước thì mấy cái chuyến đi chạy trầu cho mấy anh em thì có nằm sau giường ngủ, hôm nay
sau nửa năm hơn rồi thì mới đi hai tài. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi, đến giờ Tuấn Tato chạy mình đi ngủ. Đang là cung đường của Phan Rang. Cảm giác cầm lái xe số tự động sao hả Tuấn Tato? Cảm giác thì thấy rất là êm ái, không có phải dùng tay cái chân không, chân gần không dùng tới cái tay này luôn. Có dễ đi không? Thấy cũng dễ, mới đầu không quen này, hơi bỡ ngỡ. Ngày mai sẽ đi số bán tự động nha, mai cho Tuấn Tato đi để toàn bộ ra chạy không bằng tự động hết, hoàn toàn hết. Ngày mai mới đi đến bán tự động, ban ngày thì nó sáng hơn đấy, dễ chỉ cho Tuấn Tato đi. Ban đêm thì thôi, ban đêm thì đi tự động hoàn toàn, cứ đi dìu dìu thì hàng nó nặng. Qua giờ mình chạy tốc độ có 50 đều, không có đi nhanh. Xe này đi chớn không? Đi bằng chớn, đúng rồi. Thì cái mọt này nó cũng đẩy nữa, hàng nặng nữa nó đẩy thêm nữa. Đấy, thì bây giờ mình đi ngủ, đổi ca đi ngủ, lên giường ngủ thôi. Rồi, chúc ngủ ngon. Chào anh em nhé, bây giờ hiện tại là mình đến với địa phận cuối đất Phú Yên rồi. Xung quanh này là cái cung đường ven với lại cái đầm hay cái vịnh rất là đẹp. Tí nữa thì mình với Tuấn Tato sẽ dừng ăn cơm ở đèo Cù Mông. Theo tình hình của những anh em ở công ty mình báo về ở ngoài cửa khẩu thì hiện tại giờ là xe cũng sang rất là chậm và đông xe. Rồi có cái nguồn tin xem trên báo lao động thì là đến ngày 16 thì phải, thì trên Lạng Sơn sẽ dừng tiếp nhận xe lên vì đang ùn ứ một số xe nông sản hơn 1000 xe ở đấy. Số lượng cụ thể tí nữa mình sẽ chèn cái hình của cái bài báo cho các bạn xem. Báo hiệu cái đầu năm thì cũng chưa có gì là đẹp đẽ và khả quan cả, vẫn đang kẹt xe. Nói chung là không biết rằng cái tình hình như thế này nó kéo dài đến bao giờ các bạn ạ. Đấy, ví dụ như cái chuyến này giả sử như nếu mà mình đi hai tài mà đi về thì chắc là mỗi người chỉ được 6 triệu tiền lương nhỉ Tuấn nhỉ? Đúng rồi. Về bắt đầu là đi một tháng nữa về, người 6 triệu tiền lương thì không đủ trang trải. Đúng rồi. Cho nên là bình thường ấy, đa số đợt này là anh em phải chạy một mình. Đi tài hết à, hầu như các công ty. Một tháng một chuyến thì cũng không ai thúc giục về cái thời gian được hết ấy. Một tháng một chuyến hàng thì ví dụ tiền lương được khoán là 12 triệu đấy rồi. Tiền ăn cơm mình tiết kiệm hơn nữa thì mình dư ra được 14-15 triệu chuyến. Nhưng không có nhiều đâu. Lương xe lạnh của mình đợt này nó thế đấy. Nếu mà như cái đợt mà chạy tốt mà tháng được 2 chuyến thì ngon rồi, 30 triệu. Bây giờ chỉ có được mấy triệu thôi. Thế thì mình tinh thần là nhờ Tuấn Tato là chạy ra đến cửa khẩu của mình cho nó nhanh, thì về nhà mình làm mấy cái hợp đồng công chứng ở nhà. Nếu mà kịp cái thời gian thì mình chạy cùng với Tuấn ra luôn rồi để xin xe cho Tuấn về để Tuấn có thể là đi nhận xe khác. Tuấn có thể là đang đợt tới dự tính để nhận xe cảng. Chạy cảng nhẹ đầu. Đấy, còn mình thì tiêu chí của mình cũng phải là chạy cảng, mà mình chạy là xe đường dài. Đợt này xem chừng là làm ăn khó khăn quá. Bây giờ mình sẽ ra đèo Cù Mông để ăn cơm gà và quay chút ăn uống ven đường. Cái quán này mình cũng hay ăn trong cái mùa dịch thì người ta cũng rất là nhiệt tình và thấy đợt đấy bán rất là rẻ. Mình gọi hộp cơm gà mà cơm gà kho ấy có 60.000 thôi. Nếu mà ăn gà luộc các thứ nữa thì mới đến 90 ngàn suất ấy. Và bây giờ Tuấn là thích ăn gà luộc hay là kho, hay là cả kho cả luộc hay là chiên? Thích ăn món gì? Gà chiên. Gà chiên cái gì? Chiên mới kho nhá. Thì nó sẽ chặt một con đấy ra cả chiên cả kho nhá. Đúng rồi. Ừ, làm thế thì mình cái kho mình sẽ ăn mặn được. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho quán trước để họ làm cái đồ ăn cho mình. Quán quen luôn ha. Ừ, quán quen. Có số mà. Nó nặng bên trên, nó vào cua nó nghiêng cong lắm. Sọc quá. Ừ, đây đi có 50 này, thấy không? Vào cua nó vặn nghiêng lắm. Thế này mà đi nhanh mà theo đúng cái tốc độ của đường là nguy hiểm lắm. Đấy, thấy nó bẻ ngược cái cong không? Nguy hiểm lắm, dễ lật lắm ấy. Đây là phải đi vào cua là phải đi chậm. Cái hàng này nó chất 28 tấn thôi nhưng mà sao cảm giác nó rất là trọng chảnh luôn. Không hiểu thật. Bình thường ấy, do những cái hàng kia là người ta chất nhẹ, là có thể mình ví dụ như đóng gạch đúng không, chở cái hàng gạch bốc lát nó chất nhẹ dưới mặt sàn thì
nó đầm ở cái dưới đấy hơn, còn đây là nếu mà chất cao hơn thì lắc nghiêng rồi. Rồi bây giờ thì mời các bạn đến khu vực đèo Cù Mông với mình. Hiện tại là mình đang dừng ăn cơm ở đèo Cù Mông nha các bạn, quán cơm Tư nha. Vì mọi lần mình cái đợt dịch ấy thì mình có hay mua cơm ở đây ăn, và chị này chị bán khá rẻ nên là hôm nay mình quay về đây ăn, rồi quay một đoạn video cho anh em xem. Đấy, sát với hầm Cù Mông, đối diện bên kia là có chéo chéo sang tí nữa, trên kia là có cây dầu Petro. Bây giờ là cũng khoảng 11 rưỡi thôi mà cũng chưa thấy nhiều xe, nói chung đợt này sao xe ở đây ít thế nhỉ, hay là do đầu năm ít xe, với lại hai nữa này xe lạnh các thứ rồi đang ở ngoài cửa khẩu. Cơm gà Tư nha. Thì trước đây mình ăn, mình gọi chị kho một suất, chị mang ra có 60.000 này. Thấy rẻ nên là hôm nay vào đây ủng hộ cái. Đấy, bữa cơm trưa anh em mình đây, có gà chiên chặt ra, đây là một con gà đấy, còn đây là gà kho. Đấy, bên đây là canh gà lá rang. Muối này làm thấy cũng ngon. À, muối ớt, muối ớt tiêu đúng không? Phải có rau muống này nữa. Bây giờ mời anh em cùng ăn cơm với hai anh em mình. Anh em ăn cơm ấy, người làm cái đùi gà đi cho nó thoải mái. Mời cả nhà ăn cơm nhé. Rồi mời cả nhà cơm với hai anh em. Mời ăn đùi gà trước, cho em bát cơm ra luôn chị ơi. Làm cái đùi gà trước. Cho em bát cơm. À thế à, có xem rồi à? Đúng rồi đấy, hôm nay ăn ở đây đấy. Có xem trên YouTube rồi à? Rồi thế thì đúng rồi. Cô à, cô thấy không? Chắc là chị đấy. Chị thấy hả? Mời các bạn làm miếng đùi gà. Vô quay báo luôn. Ăn ở đây nhiều rồi cho nên là đến đây quay trong quán chị đấy, lên sóng ấy. Mấy ngày nữa mới lên sóng. Thế là mấy chị hay xem kênh em à. Trùng hợp nhở, à. Mình lại hay ăn ở đây mà không biết nhau, hôm nay biết cái kênh mình. Vui đấy. Do mùa dịch chị bán có 60.000 một hộp cơm. Rẻ nhá. Do lên là rẻ, cơm với gà kho như này cũng khoảng một dĩa gà kho như này mà bán có 60.000 đấy. Rồi mình cứ đi qua đây mình gọi ở ngoài đường là chị em mang ra. Có lần mình mua mấy hộp nữa cho anh em ở công ty ăn nữa. Hai cái đồ gà. Có khi thì ăn cơm mấy nửa con gà gà luộc. Mấy anh ra mấy đầu hầm ăn. Ăn cho có sức để chạy nha mọi người. Gà cắt này chiên ngon hơn đúng không? Người bấm quay. Lần ta to, lần tác nghiệp. Cơm gà Cù Mông này, cái địa chỉ mà rất là nhiều anh em ghé ăn hay là cũng không quá là lạ gì. Quán nào ở cơm gà Cù Mông đây đều ăn đều ngon như nhau hết. À, mùa dịch ăn hay tới đây mua. Đúng rồi, hay ăn ở đây. Chạy ngang qua đây mua hộp cơm có 60.000 đấy. Rẻ ha. Rẻ. Nhưng mà nếu mà gọi gà luộc thì cả nguyên nửa con thì là 90 hay 80 ấy. Trùng hợp ấy. Trùng hợp này. Mời cả nhà cùng ăn với Tuấn và anh xe đầu kéo vlog nè. Ăn để lấy sức để tiếp tục tiếp chứa chiến Bắc Nam. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Hôm chủ nhật, ngày mai lên một tập thứ tư ấy, còn sau ấy chị này mới lên sóng. Thứ tư chị này mới lên. Ăn đi, ăn mạnh đi Tuấn. Mới đây chấm ngon đúng không? Đây có tí thêm tí tỏi khô thôi. Chiên mà có bỏ nhiều tỏi khô vào ăn sẽ ngon hơn. Mà hơi ít.
lâu lắm mới ăn gà chiên. Bắc Nam mình thì toàn ăn này thôi, không có gì nhiều à. Quảng Bình cũng toàn cơm gà nhỉ. Trong bạn đèo cả vào thì lại có hải sản. Phan Thiết đổ vào thì có cơm kiểu thập cẩm, kiểu cá kia thì kho cũng có hết, rồi mực. Bình Định đổ ra thì có cả gà rồi cả heo rừng. Đấy, đấy là những cơm dọc đường. Quảng Ngãi có cả cơm cá kho, mực. Thôi mình quay tóm tắt trên đường ăn uống ngắn ngắn như vậy các bạn nhé. Hai anh em ngồi ăn cho nó thoải mái, tập trung. Cơm ở đây gà kho cũng rất là ngon đấy. Nếu các bạn đi ngang qua ghé đây ủng hộ ăn cơm gà kho đây ngon. Xong rồi giờ anh em mình tiếp tục lên đường nhé bạn. Quán cơm Tư nhá. Trùng hợp chị này là anh chồng chạy xe lạnh giống như mình luôn, ngày trước chạy ra Việt luôn. Mình có biết anh đấy luôn. Đấy. Cũng hơi bị trùng hợp tí, có một chị ở đây này. Đây là quán cơm Tư này. Hay xem kênh mình. Sau khi ăn cơm xong thì mình với Tuấn Tato tiếp tục lên đường. Và bây giờ hiện tại đến đây là khu vực hầm Cù Mông. Hành trình đi đường chắc mình cũng không có quay thêm các bạn ạ. Bây giờ tí nữa nghỉ ngơi đi ngủ thôi. Không quay nhiều hành trình đi đường nữa. Quay sơ sơ thôi. Chiều dậy thì tâm sự thêm với Tuấn Tato chút. Hiện tại hành trình mình đang đến Quảng Ngãi. Đây đang ở cái cầu này gọi là cầu An Khê của Quảng Ngãi. Còn ở trên khu vực Gia Lai có đèo An Khê, ở đây là có cầu An Khê. Mấy hôm nay nước rút nhỉ. Đây, khu vực này là mình rất thích cái đầm này, nhìn cảnh nó đẹp rồi. Chạy xe bên trên cái cầu này, còn nhiều lần mình quay này. Bây giờ là đến cây dầu phía trước mặt kia là mình sẽ dừng lại để đổ dầu ở bên này. Tiếp thêm dầu, với mọi chuyến mình đi là mình đi hàng Thanh Long thì nó nhẹ hơn đấy. Nên là ra đến Quảng Trị mới đổ, còn chuyến này đi chuối nó nặng 28 tấn. Đúng rồi, cây dầu đầu đây nữa, 28 tấn. Thì nó nặng hơn, nó hao dầu hơn nên là mình phải đổ thêm ở đây. Nhìn ở đây, cảnh vật thanh bình, những con cò bay lại. Thì cho đám đất nhỏ nhỏ ở đây này, có nhà người ta làm nhà chứ rồi. Bây giờ mưa ước đám đất là làm nhà như ở đây, sống cạnh cái đầm này thì đẹp quá. Đằng sau người ta làm hoa màu rồi trồng cả lúa nữa, đẹp thật đấy nhỉ. Rồi tí nữa các bạn sẽ được ngắm một chút những cái hình ảnh từ trên cao ở đây. Cặp sát ở đây luôn nha Tuấn nhá. Cặp sát ở bên ngoài cái biển này này, cặp sát cái hàng rào ấy. Rồi tí vào đổ sau cũng được. Hay vào đổ đi, và đổ luôn rồi tí xe ra cặp cạnh cái con xe kia để vệ sinh. Đây, mình sẽ vào đổ dầu ở đây luôn. Chắc cắm thẳng đầu ở bên này này, rồi tí xe lại ở không móc móc qua kia tí ở đây rồi đậu ngoài.
tại là mình đang di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Và tối nay thì hai anh em mình sẽ ăn cơm tại Lăng Cô Huế, chắc là ăn mì xào ấy. Vừa rồi cũng dừng chân mua mấy cái bánh ăn tạm. Vì đi ngang qua Quảng Ngãi vào cái khúc mà cỡ 5 giờ thì nó sớm quá nên không có dừng ăn uống được gì cả. Đây lại là lúc chiều về, lại vẫn tiếp tục lại là lúc nhớ nhà. Nhìn thấy những ngôi nhà, những làng quê bắt đầu lên đèn thì lại nhớ nhà và nhớ quê. Ông Tuấn đi có nhớ nhà không ông Tuấn? Nhớ. Nhớ quê. Quê ở đâu? Quảng Ngãi á? À, quê Tuấn là Quảng Ngãi. Quê bố à? À, quê ba Tuấn là Quảng Ngãi. Còn mình thì nhớ con gái, con trai, gia đình nhà mình. Đấy. Cứ chiều chiều về là lại nhớ nhà. Vừa mới gọi cho con xong các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình đi thẳng ra Huế nha các bạn. Đây, hiện tại mình với Tuấn Tato đã di chuyển đến Thanh Hóa rồi. Hôm nay mình về nhà mình làm mấy cái thủ tục xong hết rồi, giấy tờ xong hết rồi. Thì bây giờ mình đang di chuyển ra cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn. Và cái việc thì nó xong hơn dự tính của mình. Đầu tiên mình tưởng là phải ở nhà làm lâu ấy, thì mình nhờ Tuấn đi để cho nó tăng cường cái thời gian cho mình nhanh hơn. Với hai nữa là để có thể nếu công việc chưa xong thì mình nhờ Tuấn trả hàng, nhưng mà bây giờ là xong sớm hơn dự kiến. Thế cho nên là mình ra ngoài ngày này mình sẽ đón xe cho Tuấn để đi về. Tuấn còn làm công việc khác nữa, sẽ xin nhờ công ty hoặc là anh em có ai vào là sẽ nhờ để cho Tuấn đi về, sẽ giải quyết những công việc của Tuấn, hoặc là đi nhận xe hoặc là đi làm gì đó. Dự tính sắp tới là tính làm gì hả Tuấn? Nói chung là mình Tuấn cũng chưa có tính là đi chạy xe lại, tại cũng còn đang trong tháng giêng, tính là nhà còn có một số việc giải quyết cả nhà. Thì nói chung là vừa rồi nhà cũng rảnh, thì du lịch mấy nay cũng hết khách rồi, bữa chạy du lịch giùm cho ông bạn á gần nhà, rồi sẵn Tú lên gần nhà bốc hàng mà anh có công việc thì mình đi chạy giùm cho anh khúc cho vui, sẵn anh em lâu ngày gặp lại tâm sự với làm video rồi kỷ niệm cho vui. Thì chắc khả năng là Tuấn sẽ làm gần Sài Gòn thôi cả nhà, chạy cảng á, đi vòng vòng Đà Lạt, Sài Gòn, miền Tây đồ này kia, mấy cái khu vực miền Đông Nam Bộ thôi, không ra Bắc nữa, tại vì tình hình dịch bệnh giờ căng thẳng quá, ngoài này giờ một ngày tới 1,000+ ca luôn. Mình đi ra đây bây giờ mà nếu mà đi theo anh Tú lên trên cửa khẩu luôn á thì cũng được thôi, nhưng mà lát nữa đi là phải test nữa, hai người test luôn thì cực quá. Tuấn là nói thiệt là Tuấn sợ test rồi. Nên là Tuấn đi về lát nữa Tuấn về luôn cho tiện. Đây là khu vực đường tránh Thanh Hóa các bạn, bây giờ phát triển rất là đẹp, sầm uất thật sự luôn. Khu vực mà đang đường xá rồi những khu nhà rất là đẹp. Đấy, với cái tình hình cửa khẩu thì bây giờ đang kẹt xe ở ngoài. Nói chung là xe sang Trung Quốc trả hàng rất là chậm ấy, thì mình sẽ làm ở những cái tập mới ở ngoài cửa khẩu sau. Còn bây giờ thì chắc là cái tập này mình sẽ kết thúc ở đây để chia tay với Tuấn ở đây. Trên đường ra hai anh em cơm ở ngoài Thanh Hóa thì mình quay một chút ngắn để khởi đầu cho cái tập mà đến cửa khẩu, để các bạn sẽ xem được cái hành trình mà kẹt xe ở cửa khẩu. Đường sóc quá.